Tổ trưởng và người dân hẻm Hàn Quốc bức xúc khi có quá đông các bạn trẻ kéo đến chụp ảnh, thậm chí hút thuốc, có bạn còn nấp sau ô tô để thay quần áo. Những ngày gần đây, con hẻm 139 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, bỗng chốc trở thành địa điểm check-in tạo cơn sốt trong giới trẻ bởi được gắn danh là con hẻm Hàn Quốc giữa lòng Sài Gòn. Con hẻm bất ngờ được đông đảo bạn trẻ ghé thăm đã khiến cuộc sống của người dân xung quanh bị xáo trộn. Không ít người đã tỏ thái độ gay gắt, không thích bạn trẻ đến làm phiền, gây ồn ào nên đã nhắc nhở, thậm chí là mời công an khu vực đến ổn định trật tự. Tuy nhiên thì tình trạng này vẫn tiếp diễn. Sống trong khu phố hơn 20 năm, chú Bùi Văn Lộc, 54 tuổi cho biết, hơn một tuần nay số lượng bạn trẻ kéo đến con hẻm đông đúc hơn khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Dân cư ở đây yên tĩnh giết quen rồi, nhiều người tới tập trung đông quá gây ồn ào. Chú thì thấy lớp trẻ tới cũng vui, nhưng ra vô nhiều quá nên mọi người phản ánh. Hay theo cô Trần Thị Thu, tổ trưởng tổ 98 khu phố 7 phường Võ Thị Sáu, quận 3 cho biết, một tuần nay cô đau đầu vì chưa thể tìm ra cách giải quyết. Theo cô Thu, con hẻm trước Tết cũng đã được một số bạn trẻ tìm đến tham quan chụp ảnh nhưng số lượng rất ít. Giữa một tuần qua, số lượng bạn trẻ kéo đến ngày một đông hơn. Từ 6 giờ 30 phút sáng, các bạn đã vào đây rồi, cho đến 22 giờ, 22 giờ 30 phút vẫn chưa về. Một số gia đình cho biết, các bạn nói chuyện khiến người dân không nghỉ ngơi được, rồi thay quần áo, có bạn thì chui vô gầm cầu thang, có bạn núp sau xe ô tô để thay luôn. Ở trên lầu người dân nhìn xuống thấy, chưa kể nhiều người phản ánh các bạn trẻ còn hút thuốc lá nữa. Được biết, riêng tổ 98 có đến hơn 50% người dân từ 60 tuổi trở lên là cán bộ hưu trí nên việc cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi rất cần thiết. Vậy nên, người dân trong con hẻm đã chia sẻ rằng họ vẫn luôn niềm nở, hiếu khách, nhưng vì có quá nhiều người cùng lúc kéo đến liên tục nhiều ngày buộc họ phải lên tiếng. Và điều mà người dân trong con hẻm Hàn Quốc mong muốn nhất đó là các bạn trẻ hãy có ý thức hơn trong việc giữ gìn trật tự, mỹ quan chung của đô thị để cuộc sống của người dân được bình yên như trước đây đã từng.